Ơi, xin chào cả nhà, bác sĩ xin chia sẻ với cả nhà một cái trường hợp bạn gái sau thực hiện combo được 8 ngày nâng mũi và độn cằm. Chúng ta hôm nay bạn đi đến tái khám cắt xỉ và bác sĩ muốn khoe với cả nhà. Thì trước khi đi đến cái kết quả thì chia sẻ với cả nhà đây là cái hình ảnh trước của bạn ấy. Ở cái góc độ nhìn thẳng chúng ta thấy là cái sống mũi khá là gãy, cái đầu mũi to và hơi ngắn. Cái cằm này ngắn và cái hàm bạn ấy nó hơi có xu hướng lệch. Đó, cái hàm bạn ấy to và cái cằm thì ngắn, hơi thiếu độ dài cũng như độ nhô. Đó, cái góc độ này hơi thiếu với độ dài và hơi thiếu độ nhô. Đó, thì tỷ lệ ba phần nó chưa được cân đối hài hòa, thì bạn ấy mong muốn là nâng mũi tự nhiên, mong muốn là một cái chút thay đổi tự nhiên thôi, cao cái sống mũi, thon cái sống mũi hơn và cái cằm thêm một chút xíu để nó hài hòa hơn và phần nào đó nó giúp cho cái gương mặt thanh thoát hơn. Thì hôm nay là cái kết quả đó, chia sẻ với cả nhà nhé, hình ảnh của bạn gái đó, em cứ nhìn ảnh ra trước đây. Rồi chúng ta cùng xem cái dáng mũi, form mũi sau 7 ngày của bạn ấy thì còn một chút cái sưng này, tuy nhiên thì nó có cái độ lượn nhẹ nhàng cao, nhưng mà nó vẫn có cái độ lượn mà nhẹ nhàng cái phần gốc mũi, cái đầu mũi nó có cái độ nhô đó, chiếc cằm bạn ấy thì nó dài ra thêm một chút xíu và nó bác sĩ đẩy về độ nhô về đằng trước, thì nó tổng thể nó làm cho cái gương mặt nó cảm giác nó thanh thoát hơn. Đó, chúng ta cùng xem nhé, tổng thể nó giúp cho em gái nhìn đây. Ok, chúng ta cùng xem để tổng thể nó làm cho cái gương mặt nó nhìn nó thanh thoát, nó cân đối được các phần hơn. Đó, lại xoay gương rồi đúng không, em có thấy nó cảm giác nó thon hơn không? Thon hơn nhé. Thì cơ bản như thế này sau 7-8 ngày như thế này thì nó cũng khá là bình phục, khá là tốt. Mấy hôm về đau nhiều? Em không đau một tí nào nữa. Ok. Em là được bạn bạn cũ giới thiệu đúng không? Bạn trước làm của anh rồi giới thiệu đúng không? Đó, sau cái quá trình trải nghiệm mấy combo nâng mũi độn cằm, sống mũi của bạn ấy thì là sụn nhân tạo của Hàn Quốc. Đầu mũi bác sĩ đã tạo hình bằng sụn tai, thì vừa với 8 ngày thì nó còn một cái chút cái sưng nề, tuy nhiên thì sau này nó sẽ gom hơn, nó cần cái thời gian để nó gom, nó thanh lại em nhé. Đó, thì còn phần cằm thì bác sĩ đi đường ngoài, cái vết mổ ở dưới cằm nó sẽ được giấu ở dưới cằm, các bạn khi mà ở cái tư thế trực diện thì sẽ không thấy. Một cái cằm của em anh đổi, nói chung của em anh tất cả mọi thứ anh đều làm hài hòa thôi nhé. Cái đầu mũi nó, đầu mũi có độ bay nhưng mà nó vẫn tròn, nó không bị quá nhọn, thì sau này nó sẽ gom hơn nữa, tại vì cái mô đầu mũi đó, cái mô đầu mũi của bạn này là nó to ra một phần, nó sụn, các bạn thấy là bác sĩ đã phải tạo hình lại cái mô đầu mũi. Đây này, cái đầu mũi này của em này là hai cái phần sụn nó in hình như này, người anh đã phải tạo hình ra rồi, thì sau này, đương nhiên mình tạo hình thì nó sẽ sưng nhiều hơn, sau dần dần nó sẽ gom lại nhé. Yeah. Cảm ơn em gái đã tin tưởng ủng hộ bác sĩ, chúc mừng em nhé. Yeah. Chúc em sẽ nhanh bình phục hơn nữa, một thời gian nữa nó sẽ gom tốt hơn nhé. Hôm nay các chỉ chia sẻ với mọi người rồi những cái hình ảnh sự thay đổi của bạn ấy. Các bạn có những cái băn khoăn thắc mắc, có những quan tâm về nâng mũi, độn cằm hoặc là các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, có thể gửi ảnh bác sĩ sẽ hỗ trợ tư vấn. Và chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa cái sự thay đổi của bạn gái. Đó, combo nâng mũi độn cằm nhé. Ok. Đây. Cái góc độ nhìn nghiêng, em hay nghiêng bên này chút. Ok. Đó, là cái sống mũi gãy to, thiếu độ nhô ở cái đầu mũi, và cái cằm thì hơi ngắn và hơi lẹ. Đó, chúng ta cùng nhìn cái sự thay đổi và tức là chúc mừng em gái có một cái kết quả bình phục khá là tốt, mọi thứ nó đều rất là tự nhiên nhé, hài hòa tự nhiên thôi. Đi làm thẩm mỹ thì mình cũng vẫn phải tôn trọng những cái đường nét tự nhiên của mình nhé. Bạn này mà muốn cân đối hài hòa hơn thì có thể là sẽ tiêm thon gọn góc hàm nữa. Đó, làm đầy thêm một chút cái thái dương. Nếu không là có điều kiện hoặc là bao giờ có nhu cầu thì lại liên hệ bác sĩ nhé. Cảm ơn em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.